đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 133 và 134, sử lại khắc thất quái thuyết minh tại kênh youtube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu có vị hồn đạo sư nào ở đây nhất định, sẽ nhận ra phía trên mặt ngoài các vách tường ấy đều điêu khắc các trận pháp thường dùng ở hạt nhân, mà các trận pháp này chẳng những phức tạp còn mang đến một cảm giác áp bức rất khó chịu. Trong căn phòng có một cái cột sắt hình vuông dựng đứng, cột sắt này cao chừng 5 thước, bên trên có đặt một vật gì đó khi bước đến gần sẽ thấy vật kia là một chiếc hộp bằng gỗ có khảm ít nhất 100 quả bảo thạch bên ngoài mặt gỗ có một dòng khí lở mờ dao động rất yếu dòng khí ấy có màu trắng nhẹ nhàng như làn sương mù nó ẩn ẩn hiện hiện không theo quy luật nào nên rất khó có thể quan sát rõ bằng mắt thường và đấy cũng là điểm thần kỳ đặc biệt của nó mà dòng khí ấy tuy yếu ớt nhưng lại không bay rời rạc bề ngoài nó có vẻ như di chuyển khắp nơi nhưng thực ra lại chỉ tập trung vào việc thoát khỏi vòng vây này còn bên trong chiếc hộp gỗ kia là một vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt có sự bao phủ của nó nên thứ bên trong mới không thể chạy thoát được đúng vậy chiếc hộp gỗ này chính là vật phẩm đắt tiền nhất của buổi đấu giá cao cấp lần trước ở phòng đấu giá tinh quang còn vật bị phong ấn bên trong theo thông tin đấu giá nó chính là một cái phôi thai của hồn thú mười vạn năm đường chủ minh đức đường lặng lẽ đứng nhìn phong thần đài không hiểu tại sao lão lại lên tiếng nói chuyện với một cái phôi thai hồn thú mười vạn năm đã bị phong ấn ta có thể cảm nhận được ngươi rất mạnh thông qua các thí nghiệm mà ta đã làm ta đã chứng minh được suy đoán của mình ngươi không phải là một con hồn thú mười vạn năm bình thường nếu có người dám liều lĩnh hấp thu ngươi để biến ngươi thành hồn hoàn hay hồn cốt thì nhất định sẽ chết rất khó coi bởi vì ta cảm nhận được ngay cả cường giả bậc phong hào đấu la muốn hấp thụ năng lượng của ngươi e cũng là chuyện không thể thậm chí còn có thể bị ngươi cắn trả trở lại đúng không Dòng khí màu trắng kia dường như nghe được những lời vị đường chủ kia nói vì bỗng nhiên nó lại trở nên yên tĩnh không còn di chuyển khắp nơi nữa. Lúc này có thể thấy rõ, bên trong làn sương mù màu trắng kia ẩn hiện một hình hài trẻ con giống hệt con người. Cho nên, ta tin chắc phán đoán của mình là chính xác. Đường chủ Minh Đức Đường cười nói. Ta biết rõ phòng đấu giá tinh quang kia là của đế quốc tinh la. Đám người hoàng thất tinh la dám lấy ngươi ra đấu giá đơn giản chỉ muốn mang đến phiền phức cho ta, khiến bồn đường phủ phải bôn ba đi tìm gã hồn đạo sư cấp 9 mà bọn họ nhắc đến, đồng thời còn để bọn ta trở thành người mang ngọc bị khắp nơi rình mò. Nhưng bọn họ đã sai, bọn họ làm thế, ngược lại còn mang đến cho ta một cơ hội thanh lọc lại đệ tử của Minh Đức Đường. Minh Đức Đường chúng ta nào phải nơi tầm thường, đúng không? Nhưng nói đến sai lầm, sai lầm lớn nhất của đám người đế quốc tinh la chính là không nhìn ra được thực lực thật sự của người, cho nên lần này người được lợi là bồn đường chủ đây mới đúng người căn bản không phải là một hồn thú 10 vạn năm bình thường, mà là một con hồn thú chưa kịp đột phá cổ bình và tu vi ít nhất đã đến 19.999 năm, đúng không? Thậm chí ngươi còn không phải là lần đầu tiên đánh vào cổ bình này, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thất bại. Thật lòng ta rất tò mò, theo hiểu biết của nhân loại chúng ta, hồn thú chỉ có một cơ hội lựa chọn trùng tu thành con người ở thời điểm tu vi đạt 10 vạn năm. Nhưng tại sao ngươi không đột phá cổ bình thành công lại thành cái dạng này? Yên tâm đi, ngươi ở chỗ của ta, ngươi nhất định sẽ có chỗ để dùng. Ta sẽ từ từ nghiên cứu ngươi, bước một phần năng lượng của ngươi ra khỏi cơ thể, như thế mới không để lãng phí phần năng lượng đã gần đến bậc 20 vạn năm của ngươi. Chuyện này đúng là quá tốt, nói không chừng ta còn có cách giúp ngươi phá tan cổ bình, một bước trở thành siêu cấp hồn thú, sau đó lại bước năng lượng của ngươi ra. Đối với hồn sư bình thường, muốn hấp thu năng lượng của ngươi e là rất khó nhưng với bồn đường chủ lại khác, thật đáng tiếc. Bồn đường chủ đã đủ chín hồn hoàn, cho nên chỉ còn cách đem ngươi tặng cho tiểu thiên tài, cháu nội của ta thôi, sau này chúng ta vẫn sẽ là người một nhà. Đường chủ Minh Đức Đường nói những lời vô cùng tàn nhẫn với một giọng điệu hết sức hòa ái hệt, như nói chuyện với con cháu trong gia đình. Phụt, màn sương mù màu trắng tức thì liền bùng nổ, va chạm vào phong thần đài, trong tinh thần hài của đường chủ Minh Đức Đường dường như vang lên một tiếng thét vô cùng chói tai. Đường chủ Minh Đức Đường mỉm cười, mặt không đổi sắc nói. Thật ra ngươi nên cảm thấy may mắn, vì trên đời này, vật đáng lọt vào mắt bổn đường chủ đây cực kỳ hiếm thấy. Người có biết làm con người đau khổ nhất là gì không? Chính là không tìm thấy cảm giác hạnh phúc. Nhưng lúc này khi vừa gặp ngươi, ta đã tìm lại được cảm giác ấy. Hơn nữa ta còn tin chắc cảm giác kia sẽ còn theo ta một khoảng thời gian không ngắn. Học viện Sử Lai Khắc, cổng chính. Lúc này trời đã là giữa trưa, vẫn còn đang trong giờ học nên ở cổng Học viện Sử Lai Khắc có phần vắng vẻ. Mà các người buôn bán hàng rong bình thường hay bày sạp ở đây hôm nay cũng không thấy đâu. Trước cánh cổng thật lớn chỉ có năm bóng người đứng đầu dĩ nhiên là viện trưởng hệ vũ hồn của học viện sử lai khác ngôn thiểu chiết và viện trưởng hệ hồn đạo tiên lâm nhi phía sau bọn họ theo thứ tự lần lượt là phó viện trưởng hệ vũ hồn thái mị nhi phó viện trưởng hệ hồn đạo tiền đa đa người cuối cùng là sư phụ của hoác vũ hạo và hòa thái đầu phạm vũ bốn viện trưởng đều có mặt cộng thêm một người đã gần như xác định là phó viện trưởng hệ hồn đạo phạm vũ đội hình này tuy không đông đảo nhưng lại bừng bừng khí thế Cả năm người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, im lặng chờ đợi. Rốt cuộc, ở phía xa đã xuất hiện từng chấm nhỏ màu đen đen, kế đến, các chấm đỏ ấy dần dần hiện ra rõ ràng, rồi từ từ hạ xuống ngay trước mặt bọn họ. Mọi người đã trở về. Ngôn Thiểu chết tươi cười nói. Tiên Lâm Nhi cũng đã muốn bước nhanh về trước. Rốt Cuộc cũng đã về. Lúc này ánh mắt của cô đầy vẻ phấn khích, hoàn toàn khác hẳn vẻ sẵn sàng đối chọi gay gắt với Ngôn Thiểu chết của bình thường. Đúng vậy, năm người bọn họ đang chờ ở đây chính là nghênh đón sự trở về của những anh hùng của học viện sử lai khác từng bóng người nhẹ nhàng tiếp đất đập vào mắt bọn họ dĩ nhiên là hình ảnh lôi thôi lết thết của huyền lão huyền lão vung tay một cái hai cái cáng cứu thương liền xuất hiện trên cáng là từ tam thạch đang hôn mê bất tỉnh và giang nam nam vừa tỉnh dậy cô nhìn năm chữ học viện sử lai khác trên tấm bảng trước cổng lớn mà mắt rưng rưng lệ dù chỉ mới rời trường chưa được hai tháng nhưng bọn họ đã phải trải qua nhiều rất nhiều chuyện bối bối và đối thừa hành đỡ lấy cáng của từ tam thạch còn ở phía sau là hoắc vũ hạo và vương đông cũng nhanh chóng đỡ lấy cáng của giang nam nam bọn họ ai cũng đỏ hoe hai mắt tâm trạng vô cùng kích động nhất là mấy đệ tử nhỏ tuổi khoái mắt đã ướt đẫm hết cả rồi những gian khổ mà bọn họ phải cố gắng vượt qua đều vì bảo vệ vinh quang của học viện sử lai khắc giờ phút này rốt cuộc bọn họ đã trở về đến trường của mình đã trông thấy cánh cổng trường vô cùng thân quen kia các con hoan nghênh đã trở về nhà năm người kia nhanh chóng bước nhanh đến cả năm người hành lễ với huyền lão sau đó bước nhanh đến chào đón chiến đội sử lai khác ngôn thiểu triết và thái mị nhi còn có thể miễn cưỡng khống chế được cảm xúc nhưng phàng vụ đứng phía sau đã không kềm được mà chạy đến kéo lấy hoác vũ hạo và hòa thái đầu ra sau đó nhìn cả hai một lượt từ trên đến dưới mãi đến khi chắc chắn cả hai không có thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm hòa thái đầu nghẹn ngào nói sư phụ chúng con đã không làm ngài phải xấu hổ không làm sử lai khác phải mất mặt phạm vũ nhìn hắn rồi nhìn hoác vũ hạo đã rưng rưng nước mắt sau đó ôm trầm lấy cả hai nói hai con chưa từng làm sư phụ phải xấu hổ sư phụ chỉ mong hai con có thể bình an trở về những tháng ngày qua có thể nói là những ngày cực kỳ kinh khủng đối với phạm vũ theo lý hắn không được xuất hiện ở đây dù sao hắn cũng không phải là phó viện trưởng thật sự nhưng từ lúc những thành viên chính thức bị thương trở về lòng phạm vũ không phút giây nào được bình yên nhất là khi mục lão quyết định để đội dự bị hợp với những thành viên chính thức còn lại cùng ra thi đấu thì lòng hắn lại càng không yên hắn biết cuộc thi đấu hồn đại tái ấy không phải là một sàn đấu an toàn gần như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện thương vong tổng cộng hắn chỉ có hai đệ tử đích truyền mà hắn và Truy đến nay cũng chưa có con nên hắn đã sớm xem hòa Thái đầu và hoắc Vũ Hạo như con ruột của mình hắn từng mấy lần định lén đi đến thành Tinh La nhưng đều bị Tiền Đa đang ngăn cản lúc này thấy hai đệ tử ngoan của mình bình an trở về Phạm Vũ làm sao lại không vui mừng đây, nhất thời, con người bình thường nổi tiếng cứng rắn như sắt như đá lại không kềm được mà xúc động rơi lệ. Bốn vị viện trưởng chào đón mọi người xong liền đích thân dẫn cả nhóm bọn họ trở về học viện, bên bờ hồ Hải Thần lúc này đã có sẵn một chiếc thuyền nhỏ chờ mọi người rồi. Mọi người trông thấy thế đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn các vị viện trưởng với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Ngôn Thiểu chết mỉm cười nói: Các con đã vì học viện trả giá nhiều như vậy? cuối cùng còn giành được giải quán quân ở cuộc thi đấu hồn đại tái nên học viện đã quyết định viết lại mọi chuyện và lịch sử học viện hơn nữa thông qua hội nghị của hải thần các phần thưởng của các con sẽ được phát ở hải thần các của đảo hải thần Hoắc vũ hạo và vương đông không biết hải thần các là nơi nào nhưng đối thực hành và lăng lạc thần lại biết rất rõ nên còn giật mình hơn cả ban nãy hải thần các chẳng những là nơi thảo luận các vấn đề cao cấp nhất của học viện mà đồng thời còn là một bảo khố thật sự của học viện sử lai khác tất cả những bí mật của học viện đều được cất giấu tại đây bình thường, trừ các trưởng lão và bốn viện trường, không ai có tư cách tiến vào. Có thể vào hải thần các chính là một vinh dự vô cùng lớn lao, ít nhất từ trước đến nay, đới thực hành và lăng lạc thần đều chưa từng nghe thấy chuyện có học viên từng đến nơi đấy, cho dù là các học trường từng đạt quán quân trước đây cũng vậy. Mọi người lần lượt bước lên thuyền, ngôn thiểu chết tự đến kiểm tra thương thế của từ Tam Thạch, sau đó còn đề nghị sẽ giữ hắn và Giang Nam Nam ở lại chữa thương ở đảo Hải Thần. Hoác Phú Hạo tuy đã từng nghe các học trường nhắc đến Hải Thần Các nhưng nói chính xác, hắn cũng chỉ biết mỗi cái tên mà thôi hôm nay được đến đảo hải thần tâm trạng hắn dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn rồi trên đảo hải thần là nơi học tập của các đệ tử nội viện học viện sử lai khắc nổi danh mạnh mẽ trong giới hồn sư trên đại lục với tuổi tác hiện nay của hắn vương đông và tiêu tiêu mà có thể đặt chân đến đảo hải thần có thể nói là vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi hồ hải thần có diện tích rất lớn so với những vùng còn trống ở bên ngoài học viện sử lai khắc còn muốn rộng hơn thuyền đi suốt mười lăm phút Xuyên qua màn hơi nước ẩm ướt mới dần dần thấy rõ bóng dáng một tòa thành ở giữa đảo. Đảo Hải Thần chỉ rộng trên dưới 2 km vuông, mặt ngoài chẳng có gì ngoài một tòa núi nhỏ, được khép lại từ những đỉnh lầu khác nhau. Nơi này bình thường đều ẩn mình phía sau làn sương mù, nên khi hiện ra trước mặt những đệ tử ngoại viện không khỏi làm bọn họ chấn động. Tuy mọi thứ đều xa lạ với bọn họ, nhưng bọn họ đều biết, trước mặt bọn họ chính là những thứ có thật trong truyền thuyết mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngưỡng mộ ngôn thiểu chết không gọi người đỡ từ tam thạch đi nghỉ ngơi mà dẫn cả nhóm đi dọc theo một phiến đá nhỏ vào vùng đất thật sâu trong lòng đảo hải thần cuộc sống trên đảo hải thần vô cùng tĩnh lặng dường như ở đây không có ai sinh sống vậy tất cả đều yên ả an nhàn phản phất như trốn thế ngoại đào nguyên ẩn sau các thảm thực vật vô cùng phong phú là các tòa lầu các cô cùng nhã nhặn tuy đây chỉ là lần đầu tiên hoác vũ hạo đến đây nhưng hắn đã lập tức thấy thích nơi này rồi cây cối sinh trưởng ở đây đều có ít nhất một ngàn năm tuổi có những cây cổ thụ cao đến hơn trăm mét phía trên con đường mòn là những tán cây um tùm xung xuê nên không khí hết sức tươi mát lát sau cả nhóm đã đi hết con đường đến gần vị trí đỉnh núi rồi lúc này một tòa lầu các cũng xuất hiện trước mặt mọi người đây là một tòa nhà màu nâu có ba tầng theo phong cách cổ xưa nhuốm màu tang thương nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những trụ gỗ làm nên tòa nhà này đã sáng bóng lên rồi tòa lầu này tuy nói có ba tầng nhưng cũng chỉ cao khoảng mười thước không hề có cảm giác rộng rãi và hùng vĩ nhưng vừa bước vào tầng đầu tiên, đập vào mắt bọn họ là một tấm biển nhỏ thiếp vàng, viết ba chữ biểu thị thân phận của nó, Hải Thần Các. Mọi người vừa thấy ba chữ này, bầu không khí liền trở nên hết sức trang nghiêm. Theo khoảng cách bọn họ nhìn từ bên ngoài, Hải Thần Các ở ngay tại đỉnh núi cao, đồng thời cũng là vị trí trung tâm của đảo Hải Thần. Ngôn Tiểu Chết dừng bước trước cửa Hải Thần Các, mỉm cười nhìn chiến đội sử lai khắc nói. Sở dĩ ta không cho người đưa từ Tam Thạch và sang Nam Nam đi nghỉ ngơi cũng vì muốn hai người bọn họ cũng có cơ hội bước vào hải thần các này. Sau khi giải thích xong, lão liền xoay người đối diện với cửa vào hải thần các, không người hành lễ, nói. Lão sư, mọi người đã trở về. Những người ở đây vừa nghe thấy hai chữ lão sư đều cực kỳ chấn động, ngay cả các đệ tử nội viện là đối thược hành và lăng lạc thần cũng không ngoại lệ. Ngôn thiểu chết thân là viện trưởng hệ vũ hồn, trong lòng các đệ tử, địa vị của lão có thể nói là cực kỳ cao quý, dù là huyền lão, vì chức vụ không giống nên trong mắt các đệ tử lão không quan trọng bằng vị ngôn viện trưởng này, cho nên bọn họ ngàn vạn lần không ngờ lão sư của ngôn viện trưởng vẫn còn sống trên đời này. Tất cả vào đi! Một giọng nói già nua chợt vang lên, ngay sau đó liền xuất hiện một màn vô cùng chấn động. Tòa hải thần các ba tầng trước mặt bọn họ vũng nhiên sáng bừng lên, cả tòa lầu hóa thành một màu vàng rực rỡ hệt như được làm từ vàng ròng vậy. Quần sáng màu vàng trông rất nồng đậm nhưng lại nhẹ nhàng trôi nổi, bao phủ lấy tất cả mọi người một luồng hơi thở ấm áp chứa đầy khí tức quang minh lặng lẽ xoa dịu cơ thể từng người cảm giác mệt mỏi vì phải di chuyển một đoạn đường dài thoáng cái đã biến mất ngay cả từ tam thạch đang hôn mê sâu cũng run rẩy từ từ tỉnh dậy trong tất cả mọi người người cảm nhận được rõ ràng nhất phải kể đến vương đông từ người vương đông bỗng tỏa ra một luồng khí màu vàng nhạt nó hòa quyện lấy cuồng sáng màu vàng đã bao phủ lấy cơ thể hắn rồi đồng thời lóe lên ánh kim đặc biệt nhất là cánh tay trái của hắn lúc này nó trông vô cùng rực rỡ chỉ đơn thuần là một màu vàng thôi nhưng lại mang đến cảm giác tươi đẹp một cách kỳ lạ bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé lúc này đắm chìm trong quần sáng màu vàng kim ấy không chỉ có các thành viên của chiến đội sử lai khác mà cả vương ngôn cũng đã theo phản xạ mà nhắm mắt lại còn bốn vị viện trưởng kia đều từ tốn bước vào hải thần các hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ quần sáng kia ánh mắt bối, bối bối bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ hắn mơ hồ nhìn thấy hồn lực trong cơ thể không ngừng phóng ra từng tia lôi điện màu xanh tím như ẩn như hiền hòa mình vào quần sáng đang bao phủ quanh cơ thể dường như văng vẳng bên tai hắn còn có tiếng rồng ngâm thật khẽ mỗi người ở đây tuy đều đã nhắm mắt nhưng đều cảm nhận được những chuyện không giống nhau phản ứng của hóc vũ hạo mặc dù không rõ rệt như vương đông nhưng đối với hắn đây đã là một chấn động không nhỏ rồi bầu không khí dường như được tiếp thêm luồng sức sống mới sinh lực hết sức đậm đà ba cường già đang ngủ say trong tinh thần hải của hắn cũng vì thế mà đồng loạt thức tỉnh nhưng hôm nay đặc biệt kỳ lạ ba người đều đã tỉnh nhưng hoàn toàn không lên tiếng nói chuyện với hắn thậm chí Lai, khắc tư chỉ dám truyền cho hắn một câu duy nhất nói cho hắn biết chủ nhân của hơi thở quang minh này cực kỳ mạnh mẽ tu vi có thể gần bằng với lão ngày trước lão thiên mộng và bang đế nhất định phải cố gắng ẩn mình nếu không việc ba người bọn họ ở trong cơ thể hoác vũ hạo có thể sẽ bị người kia phát hiện ra chẳng lẽ học viện sử lai khắc còn có người mạnh hơn huyền lão sao hoặc vũ hạo tự hỏi bản thân trước đây hắn cứ ngỡ huyền lão và các vị viện trường đã là cường giả mạnh nhất rồi nhưng hiện giờ hắn nhận ra thực lực học viện không chỉ đơn giản như vậy mà người kia còn là lão sư của ngôn viện trưởng nữa có điều tích tắc sau hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở quang minh nồng đậm kia hoàn toàn không còn suy nghĩ những chuyện linh tinh nữa huyền thiên công lặng lẽ vận chuyển sau mỗi chu kỳ hắn lại kinh ngạc phát hiện không ngờ tu vi của mình lại có thể tăng nhanh đến vậy tất cả cũng nhờ công dụng từ sinh linh kim kinh mạch của hắn đã được mở rộng nhiều lắm nhất là sinh mệnh lực lúc nào cũng dồi dào khi hắn đang đắm chìm vào hơi thở sinh mệnh sinh linh nhãn trên trán hắn cũng không kềm được mà ngứa ngáy bắt đầu len lén hấp thu khí tức sinh mệnh hồn lực hòa và huyền thiên công vui mừng sung sướng vận chuyển sinh khí hết sức nồng đậm trong không khí giống như vừa di chuyển vào cơ thể hắn đã trực tiếp chuyển thành hồn lực nên hồn lực của hắn từ giữa cấp 28 vào một cái đánh thẳng vào cấp 29. Dường như chỉ khoảng một phút cũng có thể là cả một thế kỷ, hơi thở quang minh dần dần biến mất, mọi người từ từ tỉnh táo lại. Người tỉnh dậy đầu tiên dĩ nhiên là người có tu vi mạnh nhất ở đây, Đới thực hành, gương mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Tu vi đến cấp bậc như hắn hiện nay thì tốc độ hồn lực tăng lên có thể nói là cực kỳ cực kỳ chậm, muốn làm nó tăng lên là chuyện vô cùng khó khăn. Vậy mà chỉ trong tích tắc vừa rồi, hắn cảm nhận được hồn lực của mình tăng lên không ít. Càng quan trọng hơn, hồn lực của hắn dường như vừa được tinh lọc càng thêm tinh thuần. Như thế này, so ra nó còn quan trọng hơn cả việc tu vi tăng lên nữa. Sở dĩ hoắc vũ hạo không cảm nhận được cảm giác ấy cũng vì hồn lực của hắn đã được tinh lọc quá nhiều lần, nhất là lần sau cùng từ sinh linh kim. Nên lúc này, khí tức quang minh đi vào cơ thể hắn chỉ có tác dụng duy nhất là gia tăng hồn lực. Sau đới thực hành là lăng lạc thần, lát sau mới đến mấy người bối bối. Lúc này từ tam thạch sau khi tỉnh táo lại, gương mặt cũng tốt hơn rất nhiều, giống như sinh lực bị tiêu hao đều đã được bổ sung lại vậy. Hắn ngẩn ngơ nhìn quần sáng màu vàng kim đang từ từ biến mất lầm bầm. Ta đang ở đâu thế này? Thương thế giang nam nam vốn đã khôi phục không ít, sau khi được quần sáng màu vàng kim chiếu xuống lại càng tốt hơn. Cô chủ động ngồi xuống cạnh băng ca của từ tam thạch, ghé tai giải thích với hắn vài câu. Từ tam thạch vừa nhìn thấy cô lập tức hỏi. Nam nam, muội không sao chứ? Giang Nam Nam khẽ lắc đầu, gương mặt đang tươi cười của cô bỗng thoáng có chút phức tạp. Đi thôi, chúng ta vào trước nói sau. Bối bối đỡ từ tam thạch dậy, từ tốn nói. Lúc này Hoác Vũ Hạo cũng đã thanh tình, hắn giật mình phát hiện hồn lực của mình đã đến cấp 29, mà nhìn sắc trời bên ngoài, rõ ràng mọi chuyện chỉ vừa mới đây thôi. Rốt cuộc đấy là luồng năng lượng gì? Luồng khí tức quang minh đấy chứa đầy sinh mệnh lực, đây mới thật sự là thực lực của một cường gia đình cấp sao. Vương Đông là người tỉnh dậy sau cùng, Hoắc Vũ Hạo không cần hỏi nhiều, hắn chỉ cần nhìn cũng đã biết người bạn của mình đạt được lợi ích không nhỏ, mà cánh tay trái của hắn đang phát ra ánh sáng màu vàng sậm cũng không vì hắn tỉnh dậy mà nhanh chóng biến mất. Sau khi tất cả đã tỉnh dậy, mọi người mới nối đuôi bước vào Hải Thần Các, sau khi được ánh sáng màu vàng tẩy rửa, toàn lầu trước mặt trong mắt bọn họ lại càng thêm nguy nga, thậm chí còn có chút sùng bái từ tận đáy lòng. Mọi thứ trong tầng một của Hải Thần Các đều theo phong cách cổ xưa, bất cứ vật dụng trang trí nào cũng đều được làm từ loại gỗ kỳ lạ xây nên tòa hải thần các này ở giữa đại sành có một cái bàn dài thật lớn bốn vị viện trưởng đã ngồi vào vị trí của mình Phạm vũ đứng sau tiên lâm nhi và tiền đa đa hiển nhiên ở đây không có chỗ ngồi dành cho hắn rồi trừ bốn người kia ra lúc này trong phòng còn có thêm vài người nữa hoắc vũ hạo dĩ nhiên không biết những người này là ai nhưng thân là đệ tử nội viện đới thực hành và lăng lạc thần đã nhận ra được vài vị trong số đó mấy người hoắc vũ hạo đứng im trước bàn dài lòng cực kỳ hồi hộp lo lắng xen lẫn vào đấy là một chút vui mừng và hưng phấn đây là hải thần các những người trước mặt đều là nhân vật đứng đầu học viện sử lai khác chỉ cần nhìn vị trí ngồi của bốn vị viện trưởng là hiểu rõ ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng thôi ngôn thiểu chết mỉm cười nói hoan nghênh các con đã trở về bất kể các con đã nghe nói đến hay chưa ta cũng sẽ giải thích cho các con nghe một lần hải thần các là khu vực cao cấp nhất của học viện sử lai khác những người ở đây trừ bốn viện trưởng ra những người còn lại đều là trường lão của học viện họ là những người đã có những công hiến cực kỳ lớn và quan trọng cho học viện chúng ta lần này các con với đội hình không trọn vẹn vẫn có thể giành được chức quán quân ở cuộc thi đấu hồn đại tái cụ thể thế nào ta cũng đã biết rõ hôm nay gọi các con đến đây cũng chính là muốn công bố phần thưởng và tâm ý của học viện dành cho các con hy vọng sau này các con vẫn tiếp tục cố gắng không vì thành tích trước mắt mà trở nên kiêu ngạo cả nhóm vội vàng khom người hành lễ với các vị trường lão ngôn thiểu chiết cũng chỉ giới thiệu sơ lược chứ không chi tiết từng vị trưởng lão có mặt ở đây đây không phải vì lão quên mà hải thần các có quy tắc của riêng nó đưa cả nhóm hóc vũ hạo đến đây đã là ngoại lệ quá lớn rồi dù nói thế nào hải thần các chính là nơi chịu đựng tất cả bí mật của học viện sử lai khác trừ các thành viên của hải thần các không còn một người nào biết rõ mọi chuyện ở đây nữa cả kế đến ta sẽ công bố phần thưởng đới thực hành lăng lạc thần ngôn thiểu chiết trầm giọng có đệ tử đới thực hành và lăng lạc thần cung kính hành lễ đồng thanh nói ngôn thiểu triết vẫn trầm giọng nói tiếp các ngươi và mã tiểu đào thân là đệ tử nội viện nhưng khi chấp hành nhiệm vụ của giám sát giả lại không thể bảo vệ tốt đồng đội của mình làm người chết người bị thương hơn nữa còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuộc thi đấu hồn đại tái của học viện đây tương đương với một lỗi nặng hả đới thực hành và lăng lạc thần hoàn toàn không ngờ đến kết quả này cả hai vừa nghe xong tức thì liền cực kỳ hoảng sợ Ngôn Thiểu Chết nghiêm túc nói. Thế nào? Có ý kiến gì sao? Mã Tiểu Đào, đới thực hành là chiến hồn sư hệ, cường công giữ nhiệm vụ tấn công chính của cả đội. Tác dụng của hệ cường công là gì? Chính là chống đỡ khó khăn, bảo vệ đồng đội. Các ngươi làm được gì? Lăng lạc thần, người thân là chủ khống. Nhưng ở tình huống quyết định không phải nhờ hoặc Vũ Hạo thông qua tinh thần tham chắc nhắc nhở sao? Nếu không e là lúc này các ngươi cũng không thể toàn mạng trở về. Xét theo tình huống lúc đó, các ngươi thua cũng vì khinh địch thân là đệ tử nội viện của học viện sử lai khác các ngươi có thể làm việc như vậy sao dù là một đệ tử bình thường ở ngoài viện cũng biết đạo lý chiến đấu phải dùng toàn lực các ngươi có làm được chuyện đó không đới thực hành và lăng lạc thần nghe ngôn thiểu triết lớn tiếng trách mắng không khỏi cúi đầu xấu hổ bọn họ hoàn toàn không dám phản bác lại những gì ngôn thiểu triết nói hơn nữa lão nói hoàn toàn đúng theo sự thật ngôn thiểu triết đã có phần hòa dịu hơn lão nói tiếp tuy nhiên sau đó các người tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái đã có những biểu hiện vô cùng xuất sắc có thể xem đã phát huy toàn lực và trợ giúp được cho học viện rất nhiều phần công lao này cũng không nhỏ nhưng thân là đệ tử nội viện và còn là thành viên chính thức những việc các ngươi làm vẫn chưa đủ nên phần thưởng dĩ nhiên sẽ bớt đi một chút có điều ưu khuyến bù đắp lẫn nhau lỗi nặng lần này của các ngươi ta sẽ không viết vào hồ sơ hy vọng sau lần này các ngươi sẽ rút ra được kinh nghiệm các ngươi phải nhớ kỹ sinh mệnh rất quý giá mất đi không thể mang về được nữa. Cảm ơn viện trưởng. Lúc này đến thực hành và lăng lạc thần mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu hồ sơ ở học viện sử lai khác của bọn họ bị viết lỗi nặng thì xem, như nó sẽ là vết nhơ theo bọn họ cả đời. Đệ tử nội viện và đệ tử ngoại viện khác nhau chính là ở đây, bọn họ được sự bồi dưỡng lớn từ học viện, đồng thời được các giáo viên giỏi nhất giảng dạy thì dĩ nhiên, yêu cầu của học viện đối với bọn họ sẽ không bình thường như những đệ tử ngoại viện đấy là nguyên nhân chính ngôn thiểu triết quyết định phần thưởng của bọn họ ít hơn những đệ tử đội dự bị ngôn thiểu triết gật đầu nói các ngươi lần này cũng đã vất vả nhiều về nghỉ ngơi đi nhớ kỹ những gì các con thấy về hải thần các phải tuyệt đối giữ bí mật thực hành nhiệm vụ giám sát giả của con đã gần đủ số lượng rồi có thể bắt đầu khảo hạch tốt nghiệp nội viện dạ đới thực hành và lăng lạc thân cung kính hành lễ rời khỏi hải thần các mãi đến khi ra khỏi tòa lầu cả hai mới thở phào một hơi, mặc dù trong phòng kia, các vị trưởng lão không lên tiếng nói gì, nhưng áp lực từ người bọn họ vẫn tỏa ra rành rành, hết sức rõ ràng, những người kia đều là cao thủ bậc phong hào đấu la, hơn nữa đa số đều là. Dù cả hai không được nhận phần thưởng quan trọng gì cho lắm, nhưng cuối cùng ít nhất bọn họ đã không bị xử phạt, hơn nữa, nhiệm vụ lần này cũng xem như thành công trọn vẹn, nhất là đối thực hành, Ngôn Thiểu chết nói, hắn có thể chuẩn bị thi sát hạch tốt nghiệp đây cũng có nghĩa là hắn sắp tốt nghiệp khỏi nội viện sử lai khác khắc khổ tu luyện hơn 10 năm bốt cuộc đã có thể chuẩn bị khởi hành một hành trình mới tâm trạng hắn lúc này dĩ nhiên là hết sức hưng phấn và kích động rồi bên trong hải thần các ngoài các trưởng lão và bốn vị viện trưởng cũng chỉ còn tám người vương ngôn bối bối hòa thái đầu từ tam thạch giang nam nam tiêu tiêu oác vũ hạo và vương đông tâm trạng hưng phấn của mọi người đều đã bị những lời gian dạy và của mắng của ngôn thiểu chiết nói với đối thực hành và lăng lạc thần như một gáo nước lạnh tạt bay biến mất thậm chí nó còn có xu hướng chuyển sang lo lắng sợ hãi nữa ngôn thiểu chiết quay sang nhìn mọi người mỉm cười nói thế nào thấy học viện quá nghiêm khắc à ta đặc biệt nhắc lại cho các con biết đây là yêu cầu cơ bản nhất của học viện dành cho đệ tử nội viện học viện dốc lòng bồi dưỡng đệ tử nội viện thì dĩ nhiên yêu cầu với tất cả cũng sẽ tăng cao mà không lâu sau nữa các con cũng sẽ trở thành một phần tử của nội viện đến lúc đó các con sẽ hiểu nó rõ ràng hơn được rồi bây giờ đến phần thường của các con lão sư vương ngôn ngôn viện trưởng vương ngôn bước lên hơi hơi khom người ngôn thiểu chết ân cần nói lần này cả đội đi với số người không đủ với yêu cầu có đến bốn đệ tử đội chính thức không thể tham gia ba người còn lại cũng đều bị thương nhưng ngươi cũng có thể dẫn đội giành chức quán quân khả năng của ngươi học viện đều đã nhìn thấy rõ ràng từ giờ thăng cấp ngươi trở thành giáo sư của nội viên có thể giảng dạy ở nội viện học viện sử lai khác. Vương ngôn vội vàng ngắt lời. Viện trưởng, ta không cần phần thưởng, giải quán quân lần này, ta tự thấy mình không có công lớn gì, tất cả đều từ sự cố gắng của bọn nhỏ, bọn chúng dốc toàn lực, liều mạng mới có thể giành được, nếu học viện muốn thưởng, nhất định phải thưởng cho bọn chúng. Kết quả của đối thừa hành và lăng lạc thần đã thật sự dọa vương ngôn sợ hãi, hắn rất lo học viện sẽ làm lòng tin của bọn trẻ trở nên lạnh giá. Ngôn thiểu chết mỉm cười nói dĩ nhiên bọn chúng đều có phần thưởng còn phần thưởng của ngươi là của ngươi hơn nữa vừa rồi cũng không phải là phần thưởng của ngươi mà chỉ là thăng chức cho ngươi thôi phần thưởng thật sự của ngươi là trong vòng một năm tới tàng thư lâu của hải thần các sẽ mở ra vì ngươi ngươi có thể thoải mái đọc bất cứ gì mình thích nhưng chỉ có thể đọc và nghiên cứu trong phạm vi tàng thư lâu cái gì vương ngôn vừa nghe xong phần thưởng của mình lập tức không kềm được mà kích động hưng phấn nhảy dựng lên mặc kệ trước mặt hắn là các vị trưởng lão hay học trò của mình Tàng thư lâu của hải thần các chứa những thứ gì bên trong không chỉ có những điển tịch tư liệu mà bên ngoài không có mà trong mắt vương ngôn nó chính là một kho báu có tiền cũng không thể mua được đừng nói là hắn cho dù là các vị trưởng lão mỗi khi muốn vào cũng phải làm vô số thủ tục hết sức dườm già một năm có thể thoải mái ra vào nghiên cứu món quà này đối với vương ngôn mà nói là hết sức tuyệt vời tuyệt vời tuyệt đối ngôn thiểu triết nhìn dáng vẻ hưng phấn của vương ngôn mỉm cười nói vương lão sư đây là phần thưởng xứng đáng với công sức mà ngươi đã trả giá vì học viện ngươi phải tiếp tục cố gắng nghiên cứu và cống hiến nhiều hơn nữa hy vọng tương lai ngươi có thể tìm được nhiều thứ hữu ích ở tàng thư lâu cảm ơn viện trưởng cảm ơn các vị trưởng lão vương ngôn gần như hưng phấn không thể kiềm nén nổi nữa tàng thư lâu hải thần các đây là nơi mà trước đây dù nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến các vị trưởng lão mỉm cười nhìn hắn gật đầu ở học viện sử lai khác không hẳn nhất định phải có thực lực cao cường mới được người khác coi trọng, về phương diện lý luận, nếu người tinh thông thì địa vị cũng không hề yếu kém. Cứ nhìn các vị trưởng lão trước mặt đây, trong đó có một người chỉ có tu vi hồn thánh, nhưng lại đặc biệt nghiên cứu sâu về lý luận, chẳng qua vì hạn chế tu vi mà tuổi thọ của những học giả này không cao bằng các cường giả bậc phong hào đấu la, bởi vậy, trong Hải Thần Các, số lượng này ít vô cùng. Ngôn Tiểu Chất di chuyển ánh mắt sang bảy người Hoắc Vũ Hạo, nói: "Đến lượt các con." "Các con biểu hiện của các con trong cuộc thi lần này có thể nói là vô cùng tuyệt vời trong lịch sử học viện chúng ta chúng ta đã vô số lần đoạt được chức quán quân trong cuộc thi đấu hồn đại tái nhưng ta dám chắc đây là lần học viện thu hoạch được nhiều nhất và chức quán quân cũng đặc biệt có ý nghĩa hơn nó hoàn toàn đủ tư cách được xuất hiện trong lịch sử học viện sử lai khắc mãi mãi ghi nhớ những công hiến của các con các con là những anh hùng thật sự của học viện nghe ngôn thiểu triết nói những lời vô cùng trịnh trọng này bảy người cũng có chút xúc động bọn họ không ngờ học viện lại đánh giá bọn họ cao như thế viết vào lịch sử học viện đây là một sự vinh quang đến mức nào chứ nhất thời tất cả bỗng dưng cảm thấy nhiệt huyết cả người như muốn sôi trào lên ngôn thiểu chết nói tiếp những gì các con đã làm học viện đều biết hết các con dùng chính bờ vai nhỏ bé của mình để bảo vệ vinh quang của sử lai khắc từ một hành trình với mục đích thu thập kinh nghiệm chuyển sang chiến đấu thật sự nhưng các con vẫn có thể thành công thật sự khiến chúng ta phải kinh hái sau khi thông qua hội nghị ở hải thần các chúng ta quyết định tổng cộng trao cho các con hai giải thưởng sau cuộc thi các con đã giành được ba khối hồn cốt cộng thêm một khối vượt ngoài dự kiến có lẽ sẽ dành cho hóc vũ hạo đồng thời học viện sẽ lấy ra thêm ba khối hồn cốt nữa lần lượt mỗi người sẽ có một khối làm phần thưởng hơn nữa còn được đặc biệt chọn lựa để mang đến cho các con kỹ năng thích hợp và mạnh nhất bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim Truy cập kênh YouTube các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com -A -A phim viết liền không giấu nhé. Còn thêm ba khối hồn cốt, mọi người đều hết sức vui mừng, mỗi người một khối, lại còn được chọn lựa cẩn thận. Phần thưởng của học viện tính ra là ngang bằng với phần thưởng của Đế quốc Tinh La rồi. Nhưng, chấn động thật sự còn nằm ở phía sau. Ngôn Thiểu chết trầm giọng nói. Hồn cốt là phần thưởng dành cho sự kiên cường bất khuất của các con trong các trận chiến, nhưng các con đã liều mình bảo vệ vinh quang cho học viện thì học viện cũng sẽ đem đến một phần vinh quang cho các con. Từ giờ phút này, học viện trao tặng cho các con danh hiệu sử lai khắc thất quái. Nói đến đây, lão dừng một chút, rồi cao giọng Suốt đời! Hả? Tất cả gần như đồng thanh kêu lên, sau đó trợn mắt thật to nhìn chằm chằm ngôn thiểu chiết, nhất thời mọi người bỗng nhiên có cảm giác hít thở không thông. Sử lai khắc thất quái, năm chữ này nghe có vẻ đơn giản, nhưng đối với học viện sử lai khắc hay nói chính xác hơn là cả đại lục đấu la, thì lại có ý nghĩa không hề tầm thường từ sau huy hoàng của sử lai khắc thất quái đời thứ nhất danh hiệu này luôn luôn được truyền thừa nhưng kiểu truyền thừa suốt đời này thì xét trong lịch sử học viện sử lai khắc chỉ có hai lần mà thôi mà những người có danh hiệu này đều là đệ tử nội viện đã có công hiến rất lớn cho học viện ba khối hồn cốt đã là phần thưởng quá lớn khiến bọn họ không thể tin nổi lại còn thêm danh hiệu sử lai khắc thất quái gắn liền suốt đời nó có ý nghĩa quá mức sâu nặng thậm chí vượt xa hết thảy mọi thứ nó có nghĩa là từ giờ phút này vinh quang của học viện sử lai khác sẽ đi theo bọn họ cả đời cả hai sẽ cùng nhau tỏa sáng trong một khoảng thời gian sau đó bảy người hoắc vũ hạo đều kích động nói không nên lời giờ phút này bọn họ mới hiểu tại sao ngôn thiểu chết nhất quyết cho từ tam thạch và giang nam nam cùng vào hải thần các ngoài hơi thở quang minh vô cùng hữu ích kia thì giờ phút này cũng cực kỳ quan trọng với cuộc đời bọn họ nó sẽ là một mốc son trói lọi đi theo bọn họ suốt cả đời ngôn thiểu chết trầm giọng nói vì phần thưởng này mà hội nghị ở hải thần các phải diễn ra suốt vài ngày liền cuối cùng thông qua bỏ phiếu của các vị trưởng lão và quyết định của các chủ mới chính thức xác định nhưng ta phải giải thích thêm sau này các con vẫn phải tiếp tục theo học bình thường như bao học viên khác cho nên chiến công lần này của các con sẽ không được tuyên truyền ra ngoài thậm chí ta cũng sẽ niêm phong kho chứa tư liệu lịch sử từ giờ đến khi các con chính thức tốt nghiệp sự tích của các con cũng chỉ có mình các con biết ta cũng không hy vọng nó sẽ lan truyền ra bên ngoài Yêu cầu này của lão cũng dễ hiểu, nếu những thông tin này bị lọt ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ trở thành siêu sao của học viện, việc tu luyện sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Bối bối thân là đội trưởng, lúc này nhịn không được hỏi. Ngôn viện trưởng, suốt đời kia, chỉ là khi chúng con còn ở học viện sử lai khác, hay là... Ngôn thiểu chết mỉm cười nói. Thế nào, vẫn chưa hiểu rõ sao, đã gọi là suốt đời dĩ nhiên sẽ đi theo các con đến khi sinh mệnh của các con kết thúc, hơn nữa chỉ cần một trong bảy người các con còn sống thì danh hiệu sử lai khắc thất quái này sẽ không tiếp tục trao cho bất cứ người nào khác nữa cho nên các con phải cố gắng tu luyện tu vi càng cao thì càng sống lâu vinh quang của con và đồng đội mình cũng sẽ duy trì theo thời gian đấy bối bối mừng rỡ vội vàng đánh mắt với mấy người bạn của mình sau đó cúi đầu hành lễ 90 độ với bốn vị viện trường và các vị trưởng lão lúc này những người còn lại mới giật mình tình ngộ vội vàng cung kính hành lễ theo hắn ngôn thiểu chết lui qua một bên nhìn về phía đầu bàn bên kia cung kính nói lão sư ngài có còn gì dặn dò bọn nhỏ hay không lúc này mọi người mới chú ý đến không ngờ ở đầu kia của chiếc bàn dài thật dài là một người nửa nằm nửa ngồi vì góc độ bị che khuất nên bọn họ không thể nhìn rõ được dáng vẻ của người kia các con biểu hiện lần này của các con đã vượt xa yêu cầu của ta nên phần thưởng này là do bản thân các con phấn đấu mà có được nhưng các con phải nhớ kỹ thành tựu trước mắt không phải là cả đời hơn nữa cũng vì các con đã có danh hiệu sử lai khắc thất quái này nên trách nhiệm trên vai các con vì phần vinh quang ấy mà nặng thêm rất nhiều bối bối từ tam thạch giang nam nam hỏa thái đầu tu vi của các con đã đến bậc hồn tông ta hy vọng các con hết năm học này có thể thông qua sát hạch trở thành đệ tử nội viện độ khó của kỳ sát hạch vẫn giữ nguyên không thay đổi bốn người vừa được nhắc tên liền liếc mắt nhìn nhau cả bốn vừa nhận được nhiệm vụ đều vô cùng lo lắng sát hạch nội viện nào phải chuyện tầm thường không biết đã có biết bao đệ tử vị vướng lại ở nơi đây không thể tiến thêm được, đấy là lý do tại sao số lượng đệ tử nội viện lại ít đến thế, thế mà cả nhóm phải tham gia sát hạch sớm hơn thời hạn. Nói bọn họ không lo lắng chắc chắn là chuyện không thể. Giọng nói già nua tiếp tục vang lên. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, ba con tạm thời ở lại Đảo Hải Thần theo lão phu tu luyện chốc lát, khi nào lão phu cảm thấy được thì các con có thể trở về ngoại viện. Bối bối, từ Tam Thạch sẽ do Huyền Tử chỉ bảo. Thái Mị dạy giang Nam Nam, Lâm Nhi, Đa Đa, Phạm Vũ, ba người chuyên tâm bồi dưỡng hòa thái đầu. Nếu trong bốn đứa nó có người không thông qua sát hạch thì lão sư của nó cũng sẽ bị trừng phạt. Giọng nói già nua kia tuy hết sức ôn hòa và hiền từ, nhưng lại khiến người nghe tin tưởng và nghe theo một cách vô điều kiện. Tất cả các trưởng lão và bốn vị viện trưởng đồng loại đứng dậy, cung kính hành lễ với mục lão đang nửa nằm nửa ngồi. Tan họp. Giọng của mục lão dường như lại càng thêm bình thản các vị trưởng lão gần như đồng loạt biến mất cả nhóm sử lai khắc thất quái vừa mới nhậm chức thậm chí không kịp nhìn thấy rõ hành động của bọn họ huyền lão bốn vị viện trưởng và phàm vũ vẫn còn ở lại các ngươi cũng đi đi ba người hoắc vũ hạo ở lại mục lão phất tay dạ ngôn thiểu chết cung kính nói sau đó cùng mọi người lặng lẽ ra về bối bối vào hòa thái đầu đỡ lấy từ tam thạch và giang nam nam khi bốn người đi lất ngang ba người hoắc vũ hạo đều gật đầu với ánh mắt đầy cổ vũ hải thần các lại một lần nữa yên tĩnh trở lại hoắc vũ hạo vương đông và tiêu tiêu có chút lo lắng không yên người đang nửa nằm nửa ngồi kia chính là lão sư của viện trưởng ngôn thiểu chiết không những thế còn là cường giả thật sự đứng đầu học viện sử lai khác nữa các con đến đây mục lão vậy tay gọi ba người hoắc vũ hạo vương đông và tiêu tiêu vội vàng vòng sang trước bàn dài đến bên cạnh mục lão cả ba đều hơi cúi đầu sự hồi hộp lại càng tăng thêm sao các tiểu anh hùng của ta chẳng lẽ đây là dáng vẻ khi các con lên đài đánh bại cường địch sao đối mặt với cường địch không sợ hãi vậy mà trước mặt một ông lão như ta lại lo lắng thế này à ngẩng đầu lên đi chúng ta vốn là người quen cũ mà giọng nói thật ôn hòa của mục lão như một luồng gió xuân thổi lướt qua cả ba người ba người theo bản năng ngẩng đầu lên đập vào mắt bọn họ là một gương mặt già nua đang mỉm cười ấm áp nhìn bọn họ là lão cả ba gần như đồng thanh nói ánh mắt mở to thật to cho bọn họ đoán một vạn lần bọn họ cũng không thể đoán được ông lão bình thường ngồi trước cửa ký túc xá vô cùng nhàn nhã kia lại là chủ nhân của hải thần các nhất thời cả ba đều chấn động không nói nên lời mục lão mỉm cười nói thấy lạ phải không các con không nhìn nhầm đâu ta chính là ông lão kia tuy ta là chủ của hải thần các nhưng ta không thích nơi này nó quá tĩnh lặng làm sao nhộn nhịp bằng ký túc xá tân sinh của các con được ở đấy lúc nào cũng hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ lòng ta cũng nhờ thế mà tươi trẻ hơn nhờ nhiệt huyết của các con mà lão già ta đây mới có thể sống thọ thêm vài năm lão lão khoác vũ hạo giật mình phát hiện không biết mình bị cả lâm từ lúc nào bất kể hắn hay vương đông tiêu tiêu đều không sao giáp được hình ảnh ông lão nằm thành thơi thoải mái kia với vị cường già đứng đầu học viện được mục lão đưa tay lên khẽ nói đỡ ta khoác vũ hạo vội bước lên đỡ lấy tay mục lão động tác của mục lão rất chậm thật sự giống hệt như ông lão gần đất xa trời lão từ từ đứng dậy cả người vẫn như trước, không thể đứng thẳng được mà phải cúi một góc 90 độ, khiến người khác trông thấy mà đau xót. Cánh tay của mục lão rất nhỏ, nhưng vô cùng ấm áp, xương cốt cũng rất linh hoạt. Mục lão cười to nói, ta hay nằm một chỗ cũng không phải vì thích lòe thiên hạ, chỉ là thời trai trẻ ta bị thương, từ đó về sau phần thắt lưng không thể khôi phục nữa, chỉ có thể khom người như thế này, mấy người họ thấy ta thế này đau lòng nên mới làm ra chiếc ghế nằm kia. Lão vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế mình thường nằm. Hoắc Vũ Hạo đỡ lão, từ từ bước ra cửa, Vương Đông và Tiêu Tiêu im lặng đi theo sau, đến lúc này, ánh mắt của bọn họ vẫn không thoát được sự kinh ngạc. Mục lão vừa đi vừa mỉm cười nói: "Hoắc Vũ Hạo, từ ngày đầu con đến học viện ta đã chú ý đến con, con là một trong số ít người chủ động đến chào hỏi ta, con rất lễ phép, mỗi lần đến ký túc xá đều đến chào hỏi ta, rất ngoan." "Đây là việc con nên làm." Hoắc Vũ Hạo lý nhí nói, Vương Đông và Tiêu Tiêu đi phía sau có chút xấu hổ cúi đầu. Bình thường ở học viện bọn họ không học tập tu luyện thì cũng chơi đùa, nào có thời gian chú ý đến một ông lão bình thường ngồi ở cửa ký túc xá chứ. Hoắc Vũ Hạo đỡ Mục lão đi đến trước một mặt vách tường, Mục lão đưa tay mỉm cười chỉ một cái, tức thì liền xuất hiện một quầng sáng màu vàng, cảnh vật xung quanh dần dần trở nên mờ ảo. Quầng sáng màu vàng ấy từ từ đậm lên rồi bao phủ lấy ba người Hoắc Vũ Hạo, mọi thứ trước mặt bọn họ bỗng trở nên vô cùng chói lóa, cả ba vội vàng nhắm chặt mắt lại không nhìn thấy gì nữa. Mặt đất dưới chân bọn họ cũng biến mất ngay sau đó quần sáng màu vàng kim ấy lặng lẽ biến mất lúc này hải thần các bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa bọn họ giật mình phát hiện mình đang đứng trong một cái sân rất lớn sân này rộng chừng 100 trăm mét hình vuông diện tích tương đương với sàn đấu của cuộc thi đấu hồn đại tái hai bên phòng là những con đường dẫn đến những nơi khác nhau căn phòng này là một không gian kín không có cửa sổ nhưng không khí lại hết sức trong lành tươi mát mà căn phòng này cũng không hẳn là trống trải một bên phòng có đặt một pho tượng điêu khắc thật lớn nó giống hệt với pho tượng ở cửa và học viện Sử Lai Khắc, chính là ba người hoàng kim thiết tam giác đã sáng lập ra học viện Sử Lai Khắc và Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất. Chẳng qua so với pho tượng lớn ở ngoài kia thì nhỏ hơn một chút và được làm hoàn toàn bằng gỗ. Mục lão mỉm cười nói. Có phải thấy rất kỳ quái không? Tại sao hải thần các trông có vẻ không bình thường? Các con có để ý thấy hải thần các thật ra không phải được xây dựng lên mà là được điều khác ra. Điều khác. Ba người hoắc vũ hạo lại giật mình sửng sốt cả ba có chút không hiểu được rõ ràng hàm ý của hai chữ điều khắc này. Mục lão nói, hải thần các vốn là một gốc đại thụ hiếm thấy gọi là huyền kim thụ, nó là loại cây có thuộc tính quang minh lẫn sinh mệnh. Các tiền bối của học viện không muốn làm hỏng gốc hoàng kim thụ này nên đã đặc biệt dùng nó làm gốc để điều khắc ra hải thần các. Cho nên, các con sẽ không tìm thấy được đường phân cách của hải thần các mà các vật dụng trang trí ở đây lẫn pho tượng kia đều được làm từ loại gỗ này. Gốc cây hoàng kim thụ này có thể xem là cội nguồn của học viện sử lai like khắc chúng ta sau này các con sẽ hiểu rõ ý nghĩa của nó hơn vương đông con vào con đường đầu tiên bên phải đi thêm mười thước sẽ thấy một căn phòng con vào phòng đấy ngồi lên bồ đoàn rồi bắt đầu tu luyện vương đông lặng người có chút trần trờ nhưng thấy hoác vũ hạo nhìn mình gật đầu mới vội vàng bước đi theo lời của mục lão hắn đương nhiên biết mục lão chỉ muốn tốt cho mình nhưng lại không muốn tách khỏi hoác vũ hạo tiêu tiêu con đi sang bên trái lối rẽ thứ ba vào phòng thứ hai sau đó cũng vào đấy tu luyện các con đều giống nhau khi nào tỉnh dậy thì có thể trở về ngoại viện dạ tiêu tiêu vội vàng đáp đôi mắt to đầy tinh nghịch khẽ chớp rồi bước đi cả hai người bạn của mình đều đã đi hết lúc này chỉ còn hoác vũ hạo ở lại cùng mục lão mục lão mỉm cười nói con cũng đi đi bên phải lối thứ nhất phòng cuối cùng vào đấy thì bắt đầu minh tưởng sau khi con ra sẽ có đáp án như mình mong muốn dạ Cảm ơn ngài, tiên bối." Mục lão mỉm cười nói, "Ta họ Mục, con có thể gọi ta là Mục lão." "Dạ, Mục lão." Hoắc Vũ Hạo lập tức đáp nhưng không hề vội vã rời đi. "Mục lão có cần con đỡ ngài về chỗ nghỉ ngơi không?" Mục lão giật mình nhìn hắn, từ ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, lão nhìn thấy rõ ràng sự chân thành tự nhiên không hề có chút giả tạo lấy lòng. Mục lão vỗ nhẹ vào đôi tay của Hoắc Vũ Hạo đang đỡ mình, mỉm cười nói, "Ta tự đi được, con đi đi." lần bế quan này rất quan trọng với các con, nhớ thả lòng mình, nhìn lại tất cả những gì mình đã trải qua và tu luyện, ta tin con sẽ có thu hoạch. Dạ, lúc này Hoác Vũ Hạo mới buông tay ra, đồng thời đi về phía mình được chỉ dẫn, trước khi rẽ vào lối thứ nhất còn quay đầu lại nhìn thoáng qua mục lão, mà khi ấy đúng lúc mục lão cũng đang nhìn hắn. Hoắc Vũ Hạo không biết lần quay đầu này của mình đã làm mục lão hoàn toàn tin chắc lời hắn nói ban nãy không phải giả dối. Vương Đông là người đầu tiên bước vào phòng cửa phòng được làm bằng gỗ dường như cũng là loại gỗ từ hoàng kim thụ như mục lão vừa nhắc đến ban nãy hắn đưa tay đẩy cửa cửa phòng dường như chỉ khép hờ với lực đẩy nhẹ nhàng của hắn cánh cửa đã bật mở nhưng ngay khi cánh cửa mở ra một hơi thở tươi mát nồng đậm ùa vào người hắn tất cả đều là nguyên tố ánh sáng thuần túy nó làm hắn suýt chút nữa ngạt thở ngay sau đó bỗng nhiên xuất hiện một lực hút dẫn dắt hắn bước vào phòng sau khi vào phòng vương đông liền ngần người Căn phòng này chỉ khoảng 10 thước vuông nhưng từ trên trần nhà đổ xuống vô số rễ cây lấy lớn bé khác nhau. Nếu nó chỉ là rễ cây bình thường thì hắn cũng không giật mình đến vậy. Vâng, các rễ cây ấy đều có màu vàng kim rực rỡ, hơi thở quang minh nồng đậm kia rõ ràng xuất phát từ chính những thứ này. Giữa phòng có đặt một cái bồ đoàn hình tròn, xung quanh lượn lờ một màn ánh sáng màu vàng kim như ẩn như hiện, hơi thở quang minh tập trung nhiều nhất ở nơi đó và không ngừng khuếch tán ra ngoài nếu diễn tả một cách chính xác thì mật độ các nguyên tố quang minh ở đây nồng đậm đến mức gần như có thể hóa thành chất lỏng. Vương Đông cảm nhận được rõ ràng cả người mình như được tẩy rửa. cảm giác này y hệt khi hắn đắm chìm trong quần sáng quang minh ở trước cửa Hải Thần các vậy. lúc này hắn đã rõ ràng quần sáng quang minh khi ấy chính là năng lượng từ gốc cây này chỉ là không biết được ai gợi ra mà thôi. đây không phải là kỳ ngộ nữa mà phải gọi là một phần phúc duyên. Vương Đông không phải người ngốc, hắn lập tức bước đến khoanh chân ngồi dưới bồ đoàn nhất thời một luồng hơi thở quang minh nồng đậm nháy mắt chui vào cơ thể hắn từ dưới di chuyển lên trên cả người hắn nháy mắt như biến thành màu vàng trong suốt hồn lực tự động di chuyển không cần đến sự điều khiển của hắn nữa nháy mắt sau hắn đã bắt đầu minh tưởng. lúc này không phải hắn hấp thu nguyên tố hệ quang nữa mà là những nguyên tố ấy ảo ảo kéo vào cơ thể hắn trong đầu hắn bỗng dưng xuất hiện một lượng nguyên tố hệ quang nhiều chưa từng thấy tốc độ hồn lực di chuyển từ từ tăng cao mà tinh thần của hắn càng lúc càng minh mẫn mọi suy nghĩ vừa xuất hiện lập tức trở nên rõ ràng chỉ sau vài lần hô hấp hắn đã bước vào trạng thái chìm sâu vào minh tưởng hệt như hoắc vũ hạo lần trước mà hắn cực kỳ hâm mộ kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người